xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là mình sẽ trở lại con ạc ở server 600 là nick level 18.1x. Và ngày hôm nay Giáng sinh thì cú chúc tất cả các bạn sẽ có một ngày Giáng sinh vui vẻ nhé. Thì hôm nay là cũng có mốc nạp và có rất là nhiều ưu đãi hơn những cái mốc nạp bình thường một tí xíu. Thì nếu như mà bạn nào có nạp mốc ấy hoặc là cần mua thẻ game thì các bạn liên hệ với cú. Thì hôm nay cú trở lại con ạc 18 này để show cho các bạn xem một số đồ và một số mốc mà hiện tại cú đã nạp xong và sẽ chuẩn bị đầy đủ lên kim cương 6, kèm với đó là hạnh phúc 7. Cũng là một cái video mà được coi là chùm 1x đầu tiên cán mốc 100k lực chiến và sở hữu cho mình bộ nhẫn 7 và kim cương 6 đầu tiên của 1x luôn nha mọi người. Video này thì cứ chỉ show đồ đầy đủ cho mọi người xem thôi, và các bạn cùng chờ đợi anh Mạnh Lê sẽ là người livestream cái con ạc này nha mọi người. Tại vì kênh của cú thì không quá nhiều lượt xem, thành ra là để cho anh Mạnh like thì sẽ có nhiều người theo dõi hơn và nó sẽ ok hơn với các bạn nhé. Thì bây giờ là cú sẽ vào để cho mọi người xem hôm nay là cú đã nạp những mốc nào ở con ạc chùm 1x này nha mọi người. Đây, Giáng sinh an lành, thì ngày hôm nay là cú nạp cho bạn ấy là mốc 20k, tiếp tục là mốc 50k và 100k nha. Thì đây là những cái mốc mà có những cái món đồ mà dành cho những bạn F cấp ấy. Thì hiện tại là sau khi cái video show này lên và cả cái video của anh Mạnh Lê lên full xong thì chắc là sẽ ngưng lên sóng nick này một thời gian để tích đồ. Và chắc con bé tiếp theo mà chủ nick nuôi đó chính là bé rắn nha các bạn. Thì mình cũng tiết lộ sơ sơ cho mọi người xem thôi. Đây là mốc quà mỗi ngày nha. Nói chung hiện tại bây giờ thì ngày nào cũng có quà hết. Ngày nào không có khuyến mãi xu thì nó cũng sẽ khuyến mãi quà cho các bạn thôi. Thành ra là các bạn cũng yên tâm về việc đó nha. Ở đây thì nạp tích lũy quá trời quà luôn mọi người. Cũng sẽ nhận full hết và sau đó thì mới ra cho các bạn xem. Đây, mốc nạp tích lũy ngày thứ 5. Thì mốc tích lũy ấy các bạn, thì các bạn có thể nạp nhiều cái mốc khác nhau và cộng dồn lại để tính là mốc tích lũy nha. Còn cái nào mà mốc 200 xu, mốc 500 xu thì bắt buộc mọi người phải nạp chuẩn. Nếu như nạp không chuẩn mốc xu đó thì các bạn sẽ không nhận được quà nha mọi người. Đấy, ở đây là mốc 1 triệu nữa nha các bạn. Nói chung là những cái mốc nào có lương thật ấy là bạn chủ ít bạn ấy sẽ nạp nha mọi người. Để nuôi con, nuôi chuẩn bị nuôi con bé rắn tiếp theo. Còn đây là mốc 5 triệu sẽ hỗ trợ cho chúng ta đủ kim cương 6 thì đã đủ rồi. Và ở đây thì chúng ta quan trọng nhất là cái hạnh phúc cộng 5 nha các bạn. Thì video này vào cái mốc ngày hôm nay thì chủ yếu là để lấy một cái hạnh phúc 5 ấy, để đủ ấy. Ở đây là xu 50, khi các bạn nạp 5 triệu thì ngày thường sẽ khuyến mãi bình thường thì các bạn sẽ nhận được 50k xu. Tuy nhiên ngày hôm nay là Giáng sinh, nó cho các bạn thêm 10k xu nữa. Thì nói chung là hàng khuyến mãi mà được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nha mọi người. Ở đây nạp 1 triệu thì các bạn được 12.000 xu. Ngày thường thì chỉ được 10.000 xu thôi. Hôm nay thì được khuyến mãi thêm chút đỉnh các bạn, cũng khá là ok. Đó, bây giờ thì cú đã nhận hết rồi nha mọi người. Cú sẽ vào show cho các bạn xem, mang cái set vào đã. Cái set Giáng sinh. Đây, oh my god, không biết là có gia hạn được hay không nữa mọi người. Hiện tại thì đang xài đồ patch nha. Wow, rất là xinh đẹp luôn. Hiện tại thì vẫn đang xài một cái kim cương patch thôi. Ở đây có lãng mạn không à? Cái lãng mạn hết hạn rồi mọi người. À đây đây đây, để gắn vào đi, tạm thời thì cú chưa được lên. Không phải là chưa được lên mà là tạm thời thì chưa lên. Khi nào mà anh Mạnh Lê lên xong thì cú rảnh cú sẽ vào show team 1-2 lần cho các bạn xem thêm ha. Còn tạm thời thì bây giờ chúng ta chỉ xem những cái món đồ thôi. Đấy, cú đã lấy ảnh xong và bây giờ thì cú sẽ lắp đồ vào cho các bạn xem. Lắp những cái đồ bình thường vào nha. Ở đây là 2 Venus thì 2 Venus thiệt nha mọi người, không phải hàng chợ trời. Đấy, và cả cái kim cương cộng 5 nữa. Đâu rồi, 3-4 chiếc luôn mọi người. Thì lực chiến hiện tại vẫn là 92k thôi, không có gì thay đổi nha. Đây, trời ơi, ổng khóa hết tiêu rồi mọi người. Đây nha mọi người, các bạn sẽ đã dư điểm luôn, dư hẳn 200 điểm. Tại vì hôm nay tuần trước là đã lên rồi, tuần này thì do là nạp thêm ấy, nạp thêm cho nên là chúng ta có thêm vài chiếc nữa. Và ở đây tiếp tục là cái hạnh phúc nha.
thì ở đây là cũng đủ để lên cộng 7 cho mọi người. Các bạn hãy theo dõi trang Facebook của anh Mạnh Lê ấy mọi người, thì sẽ có thông báo cụ thể sau. Vào ngày hiện tại thì vẫn đang tính toán một tí xíu, nhưng mà cũng sẽ dự định hiện tại của Cú và chủ Nick và cả anh Mạnh là sẽ rơi vào thứ hai nha mọi người. Còn ngày chính xác thì các bạn theo dõi anh Mạnh thôi, chứ hoặc là Cú cũng có thể Cú sẽ up lên trên cá nhân của mình. Ở đây thì 76 cái túi quà lương thực. Hiện tại thì pet mà bạn chủ ạc nuôi là con pet siêu và đã đột phá được, để bây giờ là mình sẽ đột phá nha mọi người. Con này á thì đột phá nó rất là tốn, Cú không biết là max level 100 của đột phá thì nó sẽ được bao nhiêu máu nữa, nhưng mà nghe nói là nó sẽ ít hơn những cái con pet siêu rất là nhiều nha mọi người, mà nó tốn kinh khủng khiếp luôn ấy các bạn. Nó rất là hụt máu, thành ra là ở level 1X hay là 2X chỉ cần các bạn 5 sao là ok rồi. Còn việc các bạn đi vào giải siêu cấp thì các bạn sẽ bị mất lợi thế hơn. Như cái con ạc 40 mà Cú đã từng làm video cho mọi người xem ấy, chúng ta bị mất hẳn là gần 21k máu luôn. Đấy mọi người, level 47 mà chỉ được có 2760 máu thôi. Những cái con best siêu để... những cái con best siêu thì chúng ta còn mảnh rất là nhiều nha các bạn. Ở đây thì bạn ấy tiếp tục sẽ là nuôi best rắn. Best rắn thì cũng đã đủ 5 sao và đã được 353 rồi. Venus là bây giờ chúng ta dư hẳn 2-3 cái luôn mọi người. Nghiệt ngã thiệt chứ. Thôi đi, mình không hỏi luôn các bạn. Để không thôi mất công nữa, cứ để yên như vậy cho anh Mạnh anh làm gì anh làm đi. Bây giờ thì Cú sẽ mở một số đồ nha mọi người. Đầu tiên là Cú sẽ mở một cái túi quà đá khảm level 8 nè. Những cái túi quà đá khảm thường này nè thì Cú sẽ không mở nha các bạn. Cú sẽ đợi ấy. Đó, thì ở đây là Cú vừa mới loa hai phát để thông báo cho mọi người nha. Những cái túi quà này thì Cú định làm video là mở full cho các bạn xem là coi có may mắn hay không, nhưng mà tạm thời thì để cho nó đẹp nha mọi người. Chứ mở ra thì cũng mệt lắm. Ở đây là chúng ta sẽ có túi quà đá siêu 8 cái luôn. Nói chung nick này bây giờ mà lên 26 theo như Cú nghĩ á, full 12 là chắc chắn 100% rồi, còn được mấy viên 13 thì tạm thời Cú cũng chưa biết nữa nha các bạn. Ở đây thì sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta lên, như là cái đá chúc phúc nè mọi người, thì cũng để cho ảnh làm luôn, chứ bây giờ Cú làm hết thì chừa hai cái kia vào nhấn hai cái thì nó nhạt nhẽo quá. Cho nên Cú chỉ là người show cho các bạn xem những cái móc đồ, và quan trọng nhất là chủ yếu là quảng bá móc nạp của mình thôi. Còn về kênh YouTube thì thật sự là Cú cũng không quan trọng lắm nha mọi người. Cú chỉ làm những cái video vui thôi, còn những cái video mà xịn sò thì nên để cho những cái kênh lớn người ta làm thì sẽ hấp dẫn hơn cho mọi người và dễ xem hơn. Bây giờ thì mình sẽ mở lương thực cho các bạn xem nha. Lương thực này thì chắc chắn các bạn sẽ mở là được thấp nhất là 60 cái lương thực. Còn cao nhất là 200. Đây 10 cái chúng ta được 900. 10 cái được 720 và tiếp tục là 640, hơi bèo nha. 680. 720. 720. Được có một phát 900 thôi mọi người. Cũng ok rồi, thì ở đây lương thực chúng ta còn 11.000 nha. 11.000 thì là đủ cho các bạn lên best rắn level 40 rồi. Thì nếu như mà xong cái video này ấy mà Cú ra tham khảo ý kiến của bạn chủ ạc ấy, nếu như bạn ấy muốn lên rắn level 40 thất tỉnh luôn cho mọi người xem, thì Cú sẽ quay trở lại làm video thất tỉnh để Cú xem đồ best xem đủ chưa nữa mọi người. Ôi mẹ ơi, đồ best chưa có cái gì các bạn ơi. Nhưng mà không sao, chắc chắn một điều với các bạn rằng là nếu như mà chủ ạc muốn chơi con best rắn là sẽ có một cái video auto
quay auto ở cái vòng ở cái bản đồ kho báu nè. Tại vì các bạn biết sao không, level 18 bạn ấy không dám đi sảnh và cả không dám đi BVE đâu. Thì video đến đây Cú cũng sẽ kết thúc nha. Cú cũng muốn thông báo cho các bạn là sắp tới vào sẽ dự định là 90% sẽ rơi vào thứ hai là kênh Mạnh Lê. Anh Mạnh Lê sẽ like cái con ạ chùm một ít này cho mọi người xem. Thì nếu như mà bạn nào đã theo dõi anh Mạnh Lê rồi thì thôi, nếu như mà bạn nào chưa theo dõi thì các bạn hãy nói chung là theo dõi ảnh đi. Nếu như mà gần tới đó có thời gian chính xác thì Cú sẽ up bài lên để thông báo cho mọi người nha. Thì Cú cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và hẹn mọi người ở video sau. Và một lần nữa chúc các bạn là có một ngày Giáng sinh vui vẻ và an lành bên gia đình nha. Và các bạn đừng quên, nếu cần nạp mốc, cần mua thẻ game, cần giao dịch trung gian, hoặc là các bạn cần tìm những con ạc tầm trung thì liên hệ với MR Cú ngay. Còn về những cái kèo giao dịch hay là tất cả kèo giao dịch thì Cú mong các bạn là hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc là call video trước những kèo giao dịch nha. Hiện tại thì Cú đang bị phách giả mạo Zalo và cả Facebook luôn các bạn. Nó rất là động hành, cho nên là những bạn nào mà lần đầu tiên chưa hề nói chuyện với Cú, chưa hề kết bạn thì mong là trước mở kèo giao dịch các bạn nên gọi số điện thoại để hỏi xem đúng là Cú đang nói chuyện với các bạn hay không, hoặc là call video giùm mình nhé. Thì xin chào mọi người và hẹn các bạn ở video sau.